mùa hè trong em. Tôi tên là Thọ, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện. Vào một trời nắng đẹp trời, tôi và gia đình tôi cùng đi chơi. Ở đấy tôi đặt khách sạn 5 sao. Mẹ tôi mời thêm mấy bạn của mẹ tôi đến. Xong rồi tôi về đấy nghỉ. Có một cái tivi rất to, phòng nào cũng có tivi cả. Tôi chọn một phòng, phòng đấy sẽ dành cho những trẻ em. Xong rồi tôi xuống dưới, tôi thay quần áo và tôi đi tắm biển ở đấy luôn. Ở đấy có một cái bể bơi rất to. Xong rồi tôi bận một cái nút là nó cái sóng rừ rừ. Xong rồi tôi tắm thoải mái. Một lúc sau tôi lên bờ. Xong rồi tôi thay quần áo xong, tôi gọi các anh chị là: anh chị ơi, mau lên đi. Anh chị không nghe. Xong một lúc sau nữa, anh tôi lại bị chảy máu chân. Anh tôi chạy thật nhanh lên và bảo mẹ: mẹ ơi, con bị chảy máu chân. Xong rồi anh tôi chỉ vào ngón út. Xong rồi mẹ tôi băng bó lại, nó vẫn chảy. Xong rồi phải gọi bác sĩ đến. Bác sĩ băng bó rồi vẫn chảy, nhưng bác sĩ kiểm tra chỉ thấy bị sưng mặt ra. Xong rồi bác sĩ moi cái gì nhìn ghê lắm. Tôi không thích để nhìn cái đấy. Tôi chạy lên phòng tôi bật tivi con. Xong rồi lúc sau xong rồi tôi lại chạy xuống. Lần thứ hai tôi lại vượt tắm biển nữa, nhưng không ai bị sao. Còn lần thứ ba thì tôi lượn ra bãi biển, nhưng ở đấy tôi không tắm. Tôi và chị tôi cùng chơi ném đá. Còn mấy bạn của mẹ tôi và mẹ tôi cùng nhau chụp ảnh. Ở đấy tôi thấy nắng nực quá. Tôi bảo mẹ tôi là: mẹ ơi, con thấy nắng quá, mẹ đi về đi. Xong rồi mẹ tôi mới chụp ảnh một chút nữa lại đi về. Xong rồi lần nữa tôi lại đợi ra Singapore. Singapore ở đấy rất đẹp. Tôi đã chọn, mẹ tôi đã đặt một phòng. Ở đấy phòng đấy rất đẹp luôn. Tôi còn được tắm để bơi ở đấy. Tôi còn được ăn những món ở đấy rất ngon. Và tôi còn được uống nước nho. Xong rồi tôi lại được vào Big C của Singapore. Tôi mua rất nhiều thứ. Tôi còn mua được nước nho ở đấy cũng có. Loại đấy là loại cái loại kia. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.